hai bên gia đình là cũng coi ngày lành tháng tốt rồi để kết hôn, nhưng mà mẹ em bệnh nặng á, không muốn đám cưới hay gì nữa hết. Em hoãn lại đến tháng 12, 2022 thì vợ chồng em bắt đầu kết hôn. Lúc đó là mới vừa dọn nhà mà con cũng mới vừa sinh con á, thì khi đó nó cũng rất là khó khăn, chồng con đánh liều đi cầm nhẫn cưới. Nhưng mà đến khi em có đủ tiền thì chiếc nhẫn không còn nữa. Mừng quý vị khán giả, chúng ta đang đến với chương trình Thuận Vợ Thuận Chồng. Thưa quý vị, với chương trình Thuận Vợ Thuận Chồng, chúng tôi mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ của những cặp đôi vợ chồng khách mời đến với chương trình ngày hôm nay. Chúng ta lắng nghe, cùng chia sẻ, và biết đâu chúng ta cũng sẽ thấy được cả câu chuyện của mình trong đó nữa. Và với mỗi kỳ phát sóng của Thuận Vợ Thuận Chồng, bên cạnh những nhân vật sẽ đến với chương trình, thì chúng tôi cũng mời đến đây những người nghệ sĩ để cùng chia sẻ câu chuyện. Và ngày hôm nay, Đình Toàn mong quý chị hãy cùng chào đón nữ danh ca Phương Dung. Dạ, em chào chị. Chào Toàn. Dạ, em mời chị Dung ngồi. Phương Dung xin trân trọng kính chào tất cả quý vị đang theo dõi Thuận Vợ Thuận Chồng. Dạ, rất vui được chào đón chị Phương Dung đến với chương trình Thuận Vợ Thuận Chồng. Thưa chị Phương Dung, với chị thì chị Dung có tin vào duyên số? Có. Dạ, và thật sự em nghĩ chuyện tình cảm nhiều khi chúng ta có thể tin duyên số, nó sẽ là cái cách nói để mọi người họ đến với nhau để tìm kiếm tình yêu của mình. Đúng vậy. Và ngày hôm nay chúng tôi với chủ đề duyên số mời quý vị cùng gặp gỡ khách mời hôm nay, anh Hoàng Thái và chị Thủy Tiên. Xin mời hai em. Xin chào cô Dung. Em chào anh Toàn và xin chào quý khán giả đang xem chương trình Thuận Vợ Thuận Chồng ạ. Dạ, năm nay em 31 tuổi và hiện tại em đang ở nhà làm mẹ. Dạ. Dạ, em tên là Hoàng Thái. Chào khán giả đang xem chương trình Thuận Vợ Thuận Chồng. Dạ, hiện tại em là diễn viên tự do. Đấy, em là người Việt hay mình có lai không? Cha em là người gốc Campuchia, còn mẹ em là người Sóc Trăng. Thưa chị Phương Dung, ở đây là hai bạn trẻ đến với nhau, và đầu tiên thì anh Tạc muốn các bạn kể cho chị Dung nghe, cho mọi nghe về câu chuyện của các bạn. Các bạn gặp gỡ và yêu nhau và tiến tới hôn nhân như thế nào? Dạ, thì hai vợ chồng em gặp nhau và tìm hiểu được 2 năm. Thì hai bên gia đình là cũng đồng ý, cũng coi ngày lành tháng tốt rồi để kết hôn. Nhưng mà vô tình một ngày mẹ em là kiểu như đi khám bệnh á, thì phát hiện ra một cái bệnh. Lúc đó là... kiểu như bệnh của mẹ là dạng bệnh nặng á. Khi đó là kiểu như con cảm giác là mình sẽ không muốn đám cưới hay gì nữa hết. Cái việc không muốn là từ em. Vậy em có nói điều đó với Thái? Dạ có. Thì lúc đó em cũng nói với chồng em là giờ mẹ bệnh như vậy em không có tâm trạng để mà có thể là kết hôn nữa. Thì em hỏi ảnh như vậy thì ảnh có buồn hay không? Nhưng mà chồng em nói là em bây giờ chuyện tốt nhất là lo cho mẹ trước, và sau khi mà tìm mọi cách để chữa trị cho mẹ thì mẹ cũng không có hết bệnh, thì kiểu như con cũng bán nhà luôn để mà có thể giống như duy trì sự sống cho mẹ. Tại vì bệnh của mẹ là bị ung thư á, thì không thể nào mà có thể là sống được nữa. Nhưng mà mình cứ suy nghĩ rằng mình kéo dài được bao lâu thì mình hay phải lâu thôi. Nhưng mà trong thời gian mẹ em bệnh á, tại sao mình không nghĩ là mình đám cưới để mà trước khi mẹ mình mất? Con không có nghĩ là mẹ con sẽ mất, nhưng mà con chỉ nghĩ là lúc đó mình không có tâm trạng để mà mình có thể là dành cho chồng con nữa. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Anh hiểu ý chị Dung, hỏi là tại vì thường á, mọi người sẽ trong đời mình sẽ đám cưới như có một cái tin vui, để có thể là bà sẽ thấy con cái đã yên bề gia thất thì người ta sẽ có thêm cái niềm vui á, cái lòng tin. Nhưng mà vậy thì Thái, lúc đó khi mà vợ em tâm sự và em biết em có chia sẻ là em phải chăm lo cho mẹ vợ em trước, thì có nghĩa là mình phải hoãn cái đám cưới lại. Cái em hoãn lại thời gian bao lâu? Thì em hoãn lại đến tháng 12, 2022 thì vợ chồng em bắt đầu kết hôn. Nghĩa là mấy năm? Dạ, dạ là cũng... sau 2 năm.
Từ cái lúc mà em ngừng lại để cho tới khi mẹ mất là khoảng thời gian đó bao lâu? Dạ, chưa được một năm. À, coi như tổng cộng là gần 3 năm mấy. Vậy thì hơn 3 năm đó, nó sẽ được xem là một cái thời gian thử thách. Thì anh biết lúc đó như Thủy Tiên, anh cũng đoán là em sẽ phải lo lắng rất nhiều cho mẹ. Và thậm chí là cái chuyện mà đối với những người yêu nhau á, cái tình cảm mình cũng sẽ không có nhiều thời gian nữa. Thấy lúc đó em có lo sợ? Thì em may mắn là em luôn ở bên cạnh vợ em cho đến hiện tại. Kể từ khi mẹ mất thì vợ em luôn xem em là một mảnh ghép còn lại. Và đi đâu cũng hai vợ chồng đi với nhau. Thực sự là anh cảm thấy là Tiên em may mắn. Dạ đúng rồi. Có một người ở bên cạnh. Nhưng mà lúc đó thì Tiên về không chỉ bản thân em, gia đình em có nhiều anh em để cùng lo cho mẹ không? Dạ, thì em có 4 anh em nhưng mà 3 anh em trai, chỉ có một mình em là con gái thôi. Tất cả là mọi thứ nó sẽ dồn vào em hết. Vì kiểu như mình tâm lý con gái với nhau, mình phụ nữ mình sẽ dễ hiểu hơn và mình chăm lo cho mẹ nó sẽ được tốt hơn. Rồi bán nhà. Dạ đúng rồi. Mình mất đi một cái của cải rất là lớn. Dạ. Em có sợ là hai vợ chồng sẽ phải khó khăn? Dạ. Khó khăn là chắc chắn sẽ có khó khăn, nhưng mà mình cảm thấy hạnh phúc vì mình đã làm được cho mẹ anh một cái điều mà tốt nhất. Mình cảm thấy không có bị nuối tiếc khi mà mẹ mình ra đi mà mình chưa lo được gì cho mẹ hết. Rồi hai vợ chồng cùng nhau đám cưới, vậy thì cái khó khăn nhất ở cái thời điểm đó của hai vợ chồng em là gì? Dạ, cái thời điểm đó là hai vợ chồng em là phải tự gom tiền và tự tổ chức đám cưới. Rồi hai vợ chồng về thì anh nghĩ là tất cả những cái vốn liếng, những cái công sức mình làm lụm dành dụm bao nhiêu năm thì chắc chắn là phải đổ vào việc chăm sóc cho mẹ anh thôi. Yeah. Gần như là trắng tay để về với nhau. Thì những cái ngày đầu nó khó khăn như thế nào? Khi hai chồng em đám cưới cho tới bây giờ là tụi con vẫn đang thuê nhà để ở thôi. Có những khi là chồng con đi quay á, mà tiền cách xê nó chưa về kịp hay là người ta trả muộn trả trễ á, lúc đó là mới vừa dọn nhà mà con cũng mới vừa sinh con á, thì khi đó nó cũng rất là khó khăn. Chồng con đánh liều đi cầm nhẫn cưới. Nhẫn cưới của Thái là cầm cái nhẫn của em thôi. Hôm đó là em đưa vợ em đi khám thai thì em cứ nghĩ là như thường lệ khám định kỳ thôi, nhưng mà bác sĩ nói là có chuyển biến là sắp sinh nên là nhập viện. Song song cái việc đó là hôm đó là vợ chồng em là muốn chuyển qua một cái căn hộ mini là để cho con gái em chào đời là được yên tĩnh. Nhưng mà dần dần sau đó thì nào là lo cho con em, rồi lo chi tiêu đủ thứ cho gia đình nữa. Đỉnh điểm nhất là con em hết tẻ, hết sữa. Thì em đánh liều là lấy chiếc nhẫn cưới đi cầm tạm. Nhưng mà đến khi em có đủ tiền thì chiếc nhẫn không còn nữa. Tại sao? Người ta nói không liên lạc em được. Mình không có chuộc lại được cái nhẫn đó. Dạ đúng rồi. Có phải đó là lý do mà bây giờ em không đeo nhẫn cưới luôn? Dạ đúng. Chị thấy á, đây không phải là tụi em muốn như vậy. Dạ. Mà trong một cái hoàn cảnh mình không có thể làm cái gì đẹp hơn, thì em có thể em lựa một cái ngày nào đó mình sẽ làm một cặp nhẫn khác, mình trao cho nhau. Thực sự á, anh thấy trong câu chuyện của em á, cái nhẫn cưới nó làm rất tốt cái công việc của nó. Nó đổi được tả, được sửa cho con của em. Thật ra nó chỉ vô dụng khi người ta muốn tháo bỏ. Cho nên là anh toàn thấy cái việc đó nó sẽ là một cái câu chuyện nó đẹp, để chúng ta ghi nhớ những cái điều đẹp hơn là một cái dấu ấn khó phai. Nhưng mà rồi em khi về rồi hai vợ chồng có ghen tuông không? Dạ, có giận hờn không? Ủa, có nữa ha. Lúc đầu chưa có cưới thì chồng em hay ghen em. Nhưng mà tới khi mà sanh con xong á thì em ở nhà á, cái em suy nghĩ em ghen chồng em. Dạ. Tại sao? Chồng thì đi làm về cái nghề này thì sẽ tiếp xúc với nhiều người khác giới, thì chắc chắn là mình ở nhà mình suy nghĩ rằng là mình sẽ bị tàn người rồi, mình sẽ không còn đẹp như xưa. Rồi chồng mình ra ngoài gặp những người phụ nữ khác sẽ thấy đẹp hơn, rồi về gặp vợ con nhà rồi nó như vậy á, sẽ suy nghĩ mình tự bị tiêu cực á. Thì cứ lâu lâu cứ nghĩa là ghen bóng ghen gió. Dạ.
cứ kiểm tra điện thoại coi có ai nhắn tin với chồng hay không, rồi hả chụp hình ảnh rồi như thế nào á. Nhưng mà chồng con nói ngày trước em có vậy, sao tự nhiên giờ vậy? Nhưng Thái, em có biết là em bị kiểm tra không, hay là giờ em làm lén thôi, hay làm công khai? Dạ không, tại vì hai vợ chồng em từ lúc quen nhau tới giờ là em thoải mái về vấn đề là những cái việc mà kiểm tra điện thoại rồi luôn. Nhưng mà cái tần suất mà giờ em kiểm tra nó lạ lắm. Không giống như lúc trước. Lúc trước là em ngủ cái gì em để điện thoại lung tung hết á, bình thường rồi mà. Còn bây giờ em đang lướt thì giờ em giật điện thoại lại coi đang nhắn tin á. Đâu có. Bản thân em thì em thấy thoải mái với điều đó thật sự không? Dạ thật sự. Tại vì đây là một người phụ nữ đầu tiên mà em thoải mái với vấn đề đó luôn. Còn những người trước? Lúc trước cái giờ thì hai vợ chồng em là có tâm sự với nhau, là những cái mối tình mà lúc trước hai đứa em quen đó thì tụi em không thoải mái vấn đề này. Nhưng khi kiểu hai đứa em gặp nhau thì tự nhiên mọi chuyện thay đổi hết. Nó cùng tần số quá. Dạ. Em à, nói vậy nè, có rất nhiều người đàn ông. Dạ. Họ sẵn sàng cho mình tất cả mật mã, tất cả anh trai mạng thôi, bởi vì họ biết cách giấu khéo. Còn em là em luôn tự hào về điều đó. Là giấu khéo không. Em luôn tự hào là vì em luôn công khai minh bạch. Không có giấu hết. Cái gì vậy giờ không, em chọc thôi. Nhưng mà anh cũng biết là có một lá thư đã được gửi đến gia đình, có một tin nhắn của một cô bồ cũ và cả hình ảnh được gửi tới, đúng không Thủy Tiên? Dạ. Thì cái lúc đó là tại vì nhiều khi đi quay chung rồi người ta thích chồng mình á, rồi có chụp hình chung hay như thế nào đó, nhưng mà người ta không quen được, cái người ta ganh tị với mình, cái người ta gửi hình gửi tin nhắn đồ qua cho con. Phân tích lại là chồng mình đâu có như vậy đâu, mình mới quen mình tìm hiểu là mình thấy vậy rồi. Chồng con biết cái điều đó rồi, cái chồng con mới chở con về ghé qua nhà bên chỗ đó, cũng gặp bên gia đình ba mẹ với anh em cũng đang ngồi ăn chơi ăn uống ở nhà. Là gia đình của cái cô. Dạ đúng Thá rồi đó. Ừ. Thì chồng con cũng vô chào, xong rồi mới bắt đầu làm một tràng cho cổ. Rồi mới nói giới thiệu đây là vợ chính thức của chồng con, chứ còn cổ là đi quay chung rồi, chỉ có trên cương vị là anh em đồng nghiệp làm phim, rồi có thể là chụp hình chung rồi ăn uống này nọ thôi, chứ đâu có ý nghĩa gì khác đâu. Mà tự nhiên người ta hiểu vậy, cái người ta không có, cái người ta phá mình. Thái, thực ra là cái hành động của em cũng cá tính á, nhưng mà lúc đó tại sao em làm vậy? Thì em thấy vợ bị tổn thương nhiều nhất à, cho nên em làm tới luôn vậy đó. Chị nè, em nói trong chuyện tình cảm của chị Dung, dù như anh chị cưới nhau rồi nè, lấy nhau rồi, có bao giờ chị phải ghen với những người yêu cũ hoặc là trước đó của chồng mình không? Chắc có à, chắc có. Khi mà chị đám cưới rồi, dạ, chị bắt gặp một cái thơ. Trong cái thơ đó cổ nói là sẽ tìm gặp chồng chị, tìm lại cái người tình mà ngày xưa cổ đã yêu. Thì khi chị đọc cái thơ đó, chị cũng buồn lắm. Thì chị chờ coi thử coi như thế nào. Mặc dù trong lòng mình cũng có một câu hỏi là anh này có còn dây dưa với những cái mối tình cũ hay không. Nhưng mà chị chờ một thời gian thì chị không thấy anh trả lời cho cái cô đó. Dạ. Thì chị biết là cái tình cảm ngày xưa là một trang sách lật qua rồi. Bây giờ chị là người chiếm được cái trái tim người này, thành ra chị là người thắng cuộc. Thật sự á, Tiên. Dạ. Anh Tài cũng muốn Tiên nghe câu chuyện này, bởi vì cái tình yêu của các em á, nó trải qua nhiều cái thử thách rồi. Và thật ra là mình tin nhau, và giống như em ấy là quan trọng là mình là người nắm giữ trái tim của ông xã mình. Thì anh Tài cũng mong là cả hai vợ chồng sẽ thấu hiểu nhau nhiều hơn. Yeah. Và như một cái duyên số để gắn kết các em lại cùng với nhau. Và yeah, với chị ngày hôm nay mình ngồi lắng nghe, em thấy giống như là bản thân tụi em nè đang ngồi nghe tư vấn hôn nhân. Yeah. Chị khuyên hai em một câu thôi. Vợ chồng nào dù yêu cách mấy cũng có lúc gây gổ. Thì mình, đàn bà hay là đàn ông, mình phải nhìn lại để một người bước lui một bước. Bởi vì cái hạnh phúc không dễ mà có. Dạ. Một cái mái gia đình êm ấm để cho con của mình trưởng thành hãnh diện, có một cái gia đình hạnh phúc. Dạ.
Vâng, cảm ơn cô. Cảm ơn danh ca Phương Dung. Cảm ơn hai em đã đến với chương trình. Và thưa quý vị, đây sẽ là một khoảng thời gian riêng dành cho những nhân vật của chúng tôi. Họ sẽ cùng tâm sự những điều mình chưa bao giờ nói với người bạn đời của mình. Giờ ơi, chồng xin lỗi giờ rất nhiều. Tại vì trong thời gian vừa qua thì chồng có làm việc nhiều và không có dành thời gian nhiều cho gia đình. Nhưng mà vì tương lai của hai đứa mình thôi, nên là chồng cố gắng làm thật nhiều để lo được cho hai mẹ con. Chồng thương vợ nhiều lắm. Giờ biết đó là chồng muốn làm mọi thứ tốt đẹp nhất cho vợ và con. Nhưng mà làm gì làm, nhớ phải giữ sức khỏe và yêu thương bản thân mình nhiều hơn nha. Vợ yêu chồng và con nhiều. Xin cảm ơn hai em và xin tặng bó hoa này. Dạ. Chúc các em luôn luôn hạnh phúc. Dạ, dạ cảm ơn ạ. Xin được cảm ơn danh ca Phương Dung. Cảm ơn hai vợ chồng các em đã đến với chương trình. Và thưa quý vị, chúng ta hãy cùng theo dõi những hình ảnh của tập phát sóng tiếp theo. Một câu chuyện tình yêu vượt qua khuyết điểm. Ban đầu đâu có gian ngồi dậy cho anh thấy mình là đi đứng đâu có được, cũng nằm hoài vậy đó. Rồi bất cỡ lắm. Cảm giác em cũng thấy bình thường. Và những khó khăn trong cuộc sống để cùng nhau xây dựng một tổ ấm hạnh phúc. Kêu ba mẹ lên, thấy em vậy nè, có sợ con trai mình khổ. Dạ mẹ cũng phản đối, nói con lấy vợ đi không được, vậy sao con lấy gì con sống. Cực khổ lắm. Không tiền, không bạc nữa, cũng nhiều lúc thiếu nữa, thiếu thì mượn. Mời quý vị đón xem chương trình Thuận Vợ Thuận Chồng chủ đề điểm tựa với câu chuyện của Hảo Em và chị Bé Hằng trong tập phát sóng tiếp theo. Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình Thuận Vợ Thuận Chồng. Hẹn gặp lại với Thuận Vợ Thuận Chồng kỳ phát sóng tiếp theo.